Mấy anh dài đang có nhu cầu cần mô hình hồng online giá rẻ hoàn toàn tự động thì hãy lên ngay shop 7sao.com. Shop 7sao.com đang giảm giá tất cả các dịch vụ bán vàng X3K7, hoàn toàn các dịch vụ đang giảm giá cực sốc. Anh em hãy lên ngay shop 7sao.com để trải nghiệm những dịch vụ vòng quay nhá. Nếu như các bạn đã cần tiền mà chưa biết bán nick ở đâu thì hãy lên ngay shopthumua.com. Shopthumua.com hỗ trợ đầy đủ các tính năng uy tín, an toàn, chất lượng. Shop thu mua nick giá tốt. Anh em còn chờ chờ gì nữa, hãy lên ngay shopthumua.com đi nào. Hello hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người lại quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm hai cái video cho mọi người nhá. Tại vì là vừa nãy thì admin mới bảo trì game ấy, mình thấy bảo trì 2 tiếng đồng hồ rồi thì không biết là nó ra cái gì. Thì đấy, vừa nãy thì mình có kiểu như là mình follow cái trang fanpage của Ngọc Rồng Online thứ hai ấy. Kiểu như là cái fanpage này ấy, thì họ dành riêng ra cho Bulma này, mèo Karin này, vua của mùa sao Mabu và The Prep. Thì đấy là những cái admin kiểu như là họ lập ra để họ tương tác với người chơi ấy, chứ không phải là nó vẫn là một cái fanpage chính chủ của Ngọc Dòng Online. Thế nhưng mà dành riêng cho những admin ấy có những cái thông báo gì mà nó không cần thiết phải thông báo trên cái fanpage chính thức ấy thì họ sẽ đăng trên cái này. Đó. Ok, thì hôm nay mình sẽ vào đây để mình review cho mọi người cái map mới và cũng như là những ở một cái map mới dành riêng cho bang hội, với mình không biết được có đúng hay không nhá. Mình đấy thì hiện tại chưa ra chính thức đâu nên là mình cứ đoán mò thế thôi, mình đọc có gì sai thì mọi người thông cảm giúp mình là được, ok nhá. Rồi thì hiện tại thì đây cái fanpage này là fanpage 25k follow nha anh em nhá. Ở đây thì đây ở dưới này e hèm 31 phút trước thì hiện tại thì mình đã đắn đo suy nghĩ mãi là mình có nên làm cái video này hay không, tại vì là hôm nay mình đã làm một cái video rồi mà bây giờ ra thêm một cái video nữa ấy, mình sợ là mất tương tác kênh ấy, mình nghĩ thế thôi. Nhưng mà mình ok, nếu mà anh em ủng hộ thì ok nhá, thì anh em xem ở đây thì nhớ cho mình một like, tại vì là cũng nhiều anh, tại vì đây á hiện tại thì mới chỉ có 600 anh em biết thôi, tại vì đây không phải là một cái fanpage chính thức ấy nên là họ đăng thì chắc là nhiều anh em cũng không biết, thì mình làm video này cho anh em biết luôn. Ok, đầu tiên thì là một cái nhân vật Namek đang đứng cạnh một cái mod, một cái nhân vật mod game ấy, gọi là mod hay là gì nhỉ? Đấy. Bot đi, gọi là bot đi. Hay là mod thì gọi là mod nhá. Panchi, cái Panchi bà Panchi này ấy, theo mình tìm hiểu ấy thì là vợ của ông The Prep đây này, vợ của ông này này. Em thấy không, cái nhân vật The Prep mà có dâu này này là vợ của ông tiến sĩ The Prep và là mẹ của Bulma. Mẹ của Bulma nhá anh em nhá. Đấy theo mình tìm hiểu là được là như thế. Đó, ok. Và không biết là cái bà này đứng ở đây có cái tác dụng gì, mình không biết nhá. Hay là cũng bán đồ hay là gì đấy dành cho bác hội. Ok, đến cái ảnh thứ hai đi. Cái ảnh đầu tiên thì mình mới tìm hiểu như thế thôi. Ảnh thứ hai thì hiện tại là đây, vợ ông này này, The Prep này, hai vợ chồng luôn. Ok, mình quên mất là mình không cho mọi người xem luôn cái ảnh này ông chồng đây rồi. Tôi thể giúp gì cho bác hội của bạn? Đổi tên, tên bang viết tắt, chọn ngẫu nhiên tên bang viết tắt, bang nâng cấp bác hội này và đóng. Ok, ở đây có nâng cấp bang hội, cái này là mình mong chờ nhất này. Mình không biết ấy, là đổi tên bang viết tắt, chọn ngẫu nhiên tên bang viết tắt và nâng cấp bang hội nó có cái gì hot mọi người ạ. Và mình đang mong chờ cái này ra rất rất là nhiều để mình xem là game nó có đổi mới cái gì hay không ấy. Để mình muốn là game kiểu như là có một cái gì đổi mới để mình muốn có hứng để chơi game hơn đấy, kiểu thế. Tại vì là lâu lắm rồi mình cũng không có hứng để chơi game, thì admin tiện đây mới ra cái chức năng bang hội mới này, chắc là mình cũng sẽ phải chơi lại thôi. Đó, đây để xem anh em bình luận cái gì nhá. Đây toàn chửi thôi anh em ạ. Cái đậu xanh ạ, lại còn mình mong game mau sập ạ. Thôi bạn ơi, mất miếng cơm manh áo của bao nhiêu người ấy. Sập là sập thế nào được. Không bao giờ sập luôn anh em nhá. Mới nhất đi. Admin bảo trì rồi, ngon thế nhở này. Rất là nhiều anh em comment các thứ luôn. Cho mọi người xem. Không biết là mình có nói đúng hay không nhá, cái bà này này, cái bà vợ của ông tiến sĩ The Prep này này. Đấy, đứng đây lại có cạnh cả cái dương đồ nữa. Là sao? Hay là đây là một cái bà kiểu như là không, kiểu như bà vợ vô tích sự ấy, kiểu đứng kiểu như là mấy cái ông ở như ông Gohan hay là ông mấy ông ở ở nhà ấy anh em. Đấy. Sau rồi nó sẽ vào hay là đi bang hội này, sau rồi nó sẽ có một cái chỗ dương đồ để cho anh em cất đồ vào đấy nhỉ? Để cho anh em bữa phải về nhà hay là nó kiểu như là anh em đi săn capsule vàng ấy ở bên liên server ấy, nhưng mà nó sẽ có một cái dương đồ để cho anh em cất riêng ở trong cái bên khu đấy ấy. Mình nghĩ thế thôi, chứ còn thì hiện tại chưa, admin chưa ra chính thức ấy, này là mình cũng không có biết đâu, mà mình cũng chỉ nói theo cái quan điểm cá nhân của mình thôi ấy. Nên là mong anh em có gì thì anh em thông cảm nhá.
Rồi, thì đấy, thì hiện tại thì Admin mới ra hai cái bức ảnh này thôi, và mình cũng đã phân tích cho mọi người được một số những cái thứ, như là ví dụ như là bà Banshee này, là một cái bà vợ của ông này, của tiến sĩ The Rep, đúng không ta? Mình cũng không biết đọc tiếng Anh nên mong mọi người thông cảm. Và bà này thì là mẹ của Bulma này. Đấy, một vài thứ thế thôi, mình mới tìm hiểu thế thôi anh em ạ. Nên là anh em thông cảm nhá. Có gì thì anh em đợi game bảo trì xong thì em có thể là vào và hóng nhá. Mình cũng rất là hóng đây anh em ạ. Mình đang rất rất là hóng luôn. Ok, thì chắc là clip mình cũng kết thúc tại đây thôi nhá. Anh em nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận được video mới nhất. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye.